Tiếp nối thành công của các kỳ trước, Hội chợ triển lãm quốc tế nông nghiệp Agro Việt 2024 là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên của ngành nông nghiệp nhằm thúc đẩy, mở rộng quan hệ hợp tác giao lưu kinh tế quốc tế. Thông qua sự kiện này, các doanh nghiệp, hợp tác xã có cơ hội quảng bá thương hiệu sản phẩm, giao dịch thương mại, tôn vinh những sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm OCOP, nông sản đặc sản các địa phương của Việt Nam. Theo ban tổ chức, tính tới thời điểm hiện tại, Agro Việt 2024 đã nhận được đăng ký tham gia của 100 đơn vị trong và ngoài nước. Trong đó, doanh nghiệp của 36 địa phương trong nước tham gia trưng bày các sản phẩm nông sản thế mạnh tại 150 gian hàng. Gần 100 gian hàng quốc tế của doanh nghiệp các nước có nền nông nghiệp phát triển như Trung Quốc, Liên bang Nga, Hàn Quốc, Mông Cổ tham gia trưng bày các sản phẩm, dịch vụ nông nghiệp có thế mạnh của quốc gia mình. Ngoài ra, ban tổ chức còn bố trí 1.000 m² khu triển lãm quốc tế máy móc và công nghệ chế biến sau thu hoạch, giới thiệu những tiến bộ cải tiến về máy móc, thiết bị phục vụ bảo quản nông nghiệp sau thu hoạch nhằm tạo cơ hội giao lưu trực tiếp và xúc tiến hợp tác giữa nhà cung cấp với đối tác tiềm năng. Trong khuôn khổ Agro Việt 2024 còn diễn ra các hoạt động bên lề như diễn đàn xúc tiến nông sản Việt Nam Mông Cổ, hội nghị giao thương doanh nghiệp Việt Nam Trung Quốc, ra mắt gian hàng nông sản Việt trên các nền tảng thương mại điện tử. Agro Việt 2024 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 11 năm 2024 tại Hà Nội.